Rồi anh em coi chiếc xe cuốc bự này nó cuốc chiếc hai xe nhỏ nha, thử coi chiếc 5 khối này nó chịu được mấy gầu của chiếc này. Xe ben là 5 khối nè, chiếc xe cuốc là chiếc khối 2. Hello các bạn. Chiếc này là chiếc xe hiệu Cube nha. Không biết đời mấy nữa. Cube này là khối 2 300. Xe này làm cặp máy biển cho nên họ chét nhớt ở cái đầu cặn nha mọi người. Hai gào. Gào thứ ba. Ém nữa. Phải sao nữa, cái sao còn thiếu mà. Nếu mà múc đang hát là ba gào à. Phải sao học múc cái kì vậy, miếng sao nó kìa. Cắt bãi mà múc cái này đi. Nhỏ kêu được mấy gần quá. Thằng không chắc á, xe nhỏ cặp chắc cả hai gào quá. Mấy coi thằng cái bàn xe nhỏ này chịu đạn được mấy gào. Rồi cho xe kêu qua rồi xe nhỏ vô. Nó quay vòng vòng cản mọi người coi nha. Chiều lại xe ra tập trung quá trời. Rồi chiếc này là chiếc 3 khối nha mọi người. Chiếc nãy là chiếc 5 khối là đi rồi. Nếu mà cuốc thẳng thắt là 3 gào là đầy, chiếc 5 khối là tại ông nãy cuốc lưng thôi. Rồi thử coi tổng con này mấy gào nha. Một gào. Hai gào. À, nếu mà ấy nó đóng hai gào đầy cái là bằng mặt luôn à. Tay sao chở ra tới ba khối mấy luôn rồi. Cái bè làm quá. Rồi hai gào nhúm mà mấy bạn ơi. Là đầy. Mấy trưởng đầy rồi. Rồi xong phim. Rồi bye bye mọi người nha.